Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tự hào là đơn vị tổ chức hội nghị thường niên y học bào thai Việt Nam lần thứ nhất với chủ đề Bất thường tim bẩm sinh, từ chẩn đoán trước sinh đến can thiệp sau sinh, diễn ra trong 2 ngày 21 và 22 tháng 8 năm 2023 tại khách sạn DU Hà Nội, Việt Nam. Hội nghị bao gồm 13 bài báo cáo đến từ các chuyên gia đầu ngành y học bào thai và sản phụ khoa trong nước và quốc tế. Xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Bertrand Stott, cố vấn cao cấp về tim mạch thai nhi, Bệnh viện Necker. Tiến sĩ Bertrand Stott là chuyên gia tại Trung tâm Chẩn đoán Trước sinh, Bệnh viện Necker và Đại học Paris. Bác sĩ chuyên khoa tim mạch tại đơn vị thăm dò bệnh tim bẩm sinh và Trung tâm tham chiếu các bệnh hiếm gặp về dị tật tim bẩm sinh phức tạp. Bên cạnh đó, tiến sĩ còn là thành viên của FCPC, phân khoa nhi và tim mạch bẩm sinh và trường đại học siêu âm thai nhi CFEF. Ông là cha đẻ của HIPI, mô hình chẩn đoán trước sinh tim thai, một công cụ đắc lực trong giảng dạy. Tại hội nghị lần này, tiến sĩ Bertrand sẽ chia sẻ kiến thức về hai chủ đề: siêu âm khảo sát tim thai, chiến lược tiếp cận dễ dàng, cấp cứu hồi sức sơ sinh các trường hợp tim bẩm sinh và thực hành trực tiếp quyền siêu âm khảo sát tim thai.